dù tốt đến mức nào, bạn cũng nên giới hạn sự khoan dung của mình. Tâm tính quá tốt, không biết giận dữ, không biết bực mình, thời gian trôi đi sẽ chẳng ai sợ bạn. Không nên quá rộng lượng, lúc nào cũng bỏ qua và tha thứ, người ta sẽ không coi trọng bạn. Đừng dễ tính quá, ai muốn gì cũng cho, ai nói gì cũng tin, sẽ chẳng ai để ý đến cảm nhận của bạn. Khoan dung phải có giới hạn, đáng tức giận phải tức giận, nên lạnh lùng hãy lạnh lùng. Đừng tha thứ kẻ làm tổn thương bạn, đừng quan tâm kẻ lạnh nhạt với bạn, đừng đi theo kẻ coi thường bạn. Nhìn người cần nhìn nhân cách, kết bạn cần nhìn tấm lòng. Hãy để lòng lương thiện của bạn dành cho những người biết cảm ơn. Dù tốt đến mức nào, bạn cũng nên giới hạn sự khoan dung của mình nhé.